đèn đỏ rồi, còn khoảng vài giây nữa thôi là mình chạy rồi. Cầu Nguyễn Tri Phương đây, chạy lên đó, cầu Nguyễn Tri Phương á, mình chạy lên nó mình sẽ đến một cái nơi gắn liền với là tuổi thơ luôn, đó là công viên nước Đại Thế Giới nè. Xe của ông này á, chở một thời tuổi thơ rồi, ngữ văn lớp 7, lịch sử và địa lý lớp 7, nhìn nhớ ghê, nhớ hồi xưa khoảng tầm tầm giờ này nè, khoảng tầm tầm mấy cái ngày này nè, tại vì gần tháng 9 rồi, mà tháng 9 là vô học á, xong rồi cái đi ra nhà sách mua một bộ sách giáo khoa mới, rồi mua nhãn. Mua nhãn mà biết ba nó đó, mua nhãn rồi dán rồi mua 35 rồi ba vô ta sắp rồi kia nó đừng hết thi đó, mua về rồi kia rồi ngồi dán tập dán sách rồi kia bao tập bao sách rồi kia lại xe đó mình đi học á, giống như có những nơi đó là mình thích cả hai, giống như là mình thích ra đọc mấy cái cuốn mà địa lý này nọ đó, hay là lịch sử á, hôm nào mà không có tiếng á thì mình cũng đưa theo hai mấy cái cuốn đó để theo mình đọc, đừng quá trời luôn. Cái bê ba lô nặng chịch luôn, bê ba lô nhiều tập nhiều sách quá, đúng là nó rất là nặng luôn. Chuyển cái là thời gian cho nhanh đúng không? Và lúc đó mình không có để ý đến hiện tại mà mình chỉ nhìn về quá khứ thôi. Rồi á, cái sau đó hiện tại nó chơi, nó chơi thì thôi một cái mình cũng không để ý. Đến lúc đó thì mình nhìn lại á, cái hiện tại như bây giờ
trở thành quá khứ của ngày mai rồi. Mấy người đang giữa cành cây, giữa cỏ, do là hiện tại là bắt đầu bước vào mùa mưa dữ dội rồi đó. Nên đó người ta tỉa mấy cây, mấy cành cây đó cho nó gọn. Giả dụ như mà nó có rớt nó đường người ta cũng không có sao.